Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog Trần Văn Đây của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về Giáng sinh. Hôm nay thì mình đã có mặt tại Bà Nà Hill. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để giới thiệu cho các bạn về Giáng sinh ở trên Bà Nà nó như thế nào, ở trên độ cao 1500m. Lúc trước thì mình có một cái video về Halloween, mình cũng quay tại Bà Nà luôn. Các bạn nếu như chưa xem thì các bạn có thể vào xem ủng hộ mình nha. Và hôm nay thì không khí Giáng sinh tràn ngập hết cả nước rồi. Hôm nay đã là ngày mấy rồi ta? Ngày 12 rồi. Và trên Bà Nà người ta đang bắt đầu là làm chuẩn bị cho Giáng sinh. Thì mình sẽ cùng nhau đi khám phá cái lễ hội Giáng sinh ở trên Bà Nà này như thế nào. Mọi người hãy theo chân mình đi xuống bên dưới nha. Bởi vì là ở bên dưới á, người ta đang mở nhạc rất to nên mình không thể nào ghi âm được á. Mình sẽ tìm một cái địa điểm nó hơi kín đáo một chút để mình ghi âm cho các bạn. Và sau đây thì mình sẽ đi xuống ở phía bên dưới kia. Nếu như mà không ghi âm được thì các bạn thông cảm nha. Vừa bước xuống ngay khu vực mua vé dưới chân cổng thành thì mình cũng đã thấy được cảnh tượng người ta trang trí rất là hoành tráng để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Đấy chính là một mùa lễ hội mùa đông, Winter Festival 2019. Bây giờ thì mình đang ở trên cáp và cáp mình đang đi có tên gọi là cáp tóc tiên. Bởi vì sao? Các bạn có nhìn thấy một cái dòng suối ở bên dưới không? Cái dòng suối rất là đẹp luôn. Suối này có tên là suối tóc tiên. Và để đi lên được Bà Nà, trên đỉnh Bà Nà, nếu như đi cáp trực tiếp thì các bạn có thể đi cáp này để nhìn thấy được cái dòng suối này. Cáp này là tuyến cáp trực tiếp đi từ chân núi lên thẳng tới đỉnh núi Bà Nà, nên thời gian di chuyển với cái cáp này nó sẽ lâu hơn một chút so với những cáp kia. Nếu như các bạn đi lên cầu Vàng thì các bạn có thể đón cáp Hội An. Tuy nhiên hôm nay thì mình đi ga cáp Hội An đang tạm dừng hoạt động, cho nên mình đã đi cái tuyến cáp này và vô tình thì mình đã bắt được một cái hình ảnh rất là đẹp của cái dòng suối tóc tiên này. Vậy là mình đã đặt chân lên được đỉnh núi Bà Nà. Và điều đầu tiên các bạn nhìn thấy là gì? Một không khí Giáng sinh tràn ngập. Ở trên cây thông, đây là cây thông rất là đẹp ngay trước cái nhà thờ luôn. Người ta đã trang trí những cái hình ảnh ông già Noel đúng không nè. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi dạo một vòng quanh cái khu làng Pháp để xem người ta đã chuẩn bị như thế nào, trang trí như thế nào cho cái ngày lễ Giáng sinh. Thời tiết Bà Nà vào trong đợt này rất là lạnh luôn, cho nên nếu như các bạn đi đến Bà Nà trong dịp này thì các bạn nhớ chuẩn bị cho mình những chiếc áo ấm nha. Lễ Giáng sinh hay còn gọi là lễ Noel là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu được sinh ra. Theo niềm tin của phần lớn các tín đồ Kitô giáo, Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem, thuộc xứ Judea, thuộc đế quốc La Mã, ngày nay là một thành phố của Palestine, vào khoảng giữa năm thứ 7 trước Công nguyên. Ngày lễ Giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12. Nhưng thường được mừng từ chiều tối ngày 24 tháng 12, bởi theo lịch Do Thái,
Thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 được gọi là lễ chính ngày, còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng và thường được thu hút nhiều người tham dự hơn. Đây có thể được coi là một trong những ngày lễ lớn nhất của các tín đồ Kitô giáo. Ở hầu hết các quốc gia châu Âu, ngày lễ Giáng sinh là ngày nghỉ lễ chính thức có trả lương cho tất cả người lao động. Đối với người châu Âu, theo truyền thống Giáng sinh trước hết là một dịp đoàn tụ gia đình để mỗi người nói lên tình yêu thương, bày tỏ quan tâm với những người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè, hàng xóm. Khi những người con đi làm ăn xa về thăm lại gia đình. Sau buổi thánh lễ vào chiều ngày 24 tháng 12 thường được nối tiếp là một bữa ăn tối chung trong gia đình và trao quà vào lúc nửa đêm. Từ buổi chiều là ngoài đường gần như không có người qua lại. Sáng ngày 25 tháng 12 thường là cả gia đình cùng nhau đi nhà thờ dự thánh lễ. Và video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp về cái chuyến đi Đà Lạt của mình. Các bạn nhớ theo dõi video của mình vào tối thứ bảy tuần sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.